Hôm nay đi chùa mua đồ ăn chay để xem coi chùa bên Mỹ, chùa Việt Nam có gì khác không nghe. Bên đây là cái khu chùa mới mua sao, thành thử ra được thêm miếng đất để đậu Phật kinh rộng rãi. Còn bên đây là sân chùa. Chùa này cũng có hơi lâu lâu, hơn chục năm, mà lúc trước thì rất là đơn sơ, tại vì không có nhiều người donation, tất nhiên là không có nhiều người cho tiền. Ngược lại khoảng 10 năm đổ lại rất rất là nhiều người cho tiền, cho nên đã xây cất và rất là khang trang. Mình lâu lâu thì mình cũng chạy ra đây mua. Thường thường thì ra mua đồ chay ăn, tại vì đồ chay đó nó cũng khó làm. Hey, what's up? Mà lại làm biếng nấu nữa, thành thử ra tốt nhất là lâu lâu chạy ra mua. Đây cái hội trường này mới xây, còn bên kia là để tụng kinh. Còn đây là cái nhà mấy sư cô ở nấu đồ ăn bán. Phật kinh là như thế này đây. Đây là không có chỗ Phật kinh tại vì rất là chật. Nhưng mà bây giờ thì có bên kia nó lại rộng rãi rồi. Trong này thì đang cúng, đây những tượng rất là đẹp. Hôm nay lạnh thật, gần như không độ luôn. Còn đây là cái thùng để mình cúng. Trong khu này nó có 2-3 thùng cúng. Nhờ cái khu Phật kinh bên kia mà nó rộng rãi ha, đẹp. Chùa bây giờ rất là khang trang. Rồi, lạnh quá đi vô.